Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 11 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, Samsung Galaxy A90 được đồn đại trong những tháng qua sẽ có hai phiên bản hỗ trợ kết nối 4G hoặc 5G. Và ngày hôm nay thì phiên bản Galaxy A90 5G đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Geekbench. Danh sách Geekbench tiết lộ rằng Galaxy A90 5G có tên mã là SMA908N, được trang bị chip Snapdragon 855 kết hợp với RAM 6GB và chạy Android Pie. Với cấu hình trên thì không khó hiểu khi Galaxy A90 5G ghi được điểm hiệu năng khủng trên Geekbench. Cụ thể thì điện thoại này ghi được 3.458 điểm cho bài kiểm tra đơn nhân và 10.852 điểm trong bài kiểm tra đa nhân. Geekbench không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào khác, nhưng trước đó thì giới thạo tin cho biết rằng sẽ có màn hình Infinity U Super AMOLED Full HD cộng 6.7 inch, còn phiên bản 4G SMA905 cũng dùng tấm nền và kích thước tương tự nhưng độ phân giải sẽ cao hơn. Các dò dỉ gần đây thì xác nhận rằng Galaxy A90 phiên bản SMA905 sẽ có 3 camera sau 48, 12 và 5 megapixel cùng tính năng độc quyền là Tint OIS. Còn phiên bản SMA908 sẽ có 3 camera sau với độ phân giải khác là 48, 8 và 5 megapixel. Cả hai đều không có thiết kế camera trượt xoay giống như trên Galaxy A80. Các bạn mến, Mate 30 Lite với số hiệu là SPN-AL00 và SPN-TL00 có nhiều nâng cấp so với thiết bị tiền nhiệm. Tuy màn hình của Mate 30 Lite chỉ dừng ở là 6.21 inch, nhỏ hơn một chút so với Mate 20 Lite, nhưng độ phân giải vẫn được giữ nguyên là 2340x1080 pixel. Tài liệu trên antenna thì không bao gồm ảnh, thế nhưng bức ảnh từ tháng 6 được dò dỉ đã cho chúng ta biết thêm khá là nhiều điều. Đầu tiên là Mate 30 Lite sẽ chỉ có một camera trước nằm trong vòng đục lỗ ở góc trên bên trái màn hình. Camera này có cảm biến là 32 megapixel. Tiếp theo ở mặt lưng thì Mate 30 Lite sẽ có 4 camera xếp theo hình vuông, trong đó thì camera chính có cảm biến là 48 megapixel, trong khi 3 camera còn lại gồm một camera góc rộng 8 megapixel, một camera chiều sâu 2 megapixel và cuối cùng là một camera macro 2 megapixel. Máy có cảm biến vân tay ở phía sau chứ không nằm bên dưới màn hình. Và các thông số khác của Mate 30 Lite bao gồm pin là 3900 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh và máy chạy Android 9 Pie với hai màu đen và xanh. Dự kiến thì Mate 30 Lite sẽ ra mắt vào cuối tháng này hoặc trong tháng tới, trong khi Mate 30 thì sẽ được ra mắt vào tháng 10. Các bạn mấy một loạt dự đoán mới nhất từ JP Morgan cho thấy có tới 4 iPhone được phát hành vào năm sau, với không dưới 3 trong số đó sẽ hỗ trợ 5G. Báo cáo cho biết là iPhone thế hệ tiếp theo sẽ có thiết kế triệt để với việc xóa bỏ hoặc ít nhất là giảm thiểu kích thước của notch, ép màn hình và thân máy nhỏ hơn. Một nâng cấp khác được đưa ra bởi một số nguồn khác nhau là máy ảnh TOF ở mặt sau, xuất hiện ít nhất 2 trong số 3 phiên bản OLED 2020. Tương tự như hệ thống True Depth Face ID ở mặt trước của iPhone X, XS và XS Max cùng với XR, công nghệ cảm biến 3D này sẽ thêm một bước trên iPhone 12. Tên thì cũng chưa được xác nhận, cho phép nhiều loại khác nhau có khả năng quay AR và VR hàng đầu trong ngành, tận dụng bởi các ứng dụng tùy chỉnh, bao gồm cả những trò chơi. Và cuối cùng, nhưng không kém bằng quan trọng, đó là Apple rất có thể sẽ lần đầu tiên đưa 5G vào 3 chiếc iPhone mà công ty phát hành vào mùa thu năm tới. Nhiều khả năng công ty sẽ sử dụng model 5G thế hệ tiếp theo của Qualcomm. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.